lắm. Ơ kìa, ông là ai? Tôi chỉ là một gã ăn mày khốn khổ. Gã ăn mày? Vậy mà tôi tưởng. À, mà ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải để dùng ý ẩm thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cấm ngay! Gã ăn mày hỗn lâu, nhà ngươi là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khổ nạn này. Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan, Trần Bảo ơi, em gian anh chưa tới gần. Vì sao? Vì sao em muốn lánh mặt anh? Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen ôm, nên em đành phải quay lưng cuối mặt để trốn chạy người xưa. Hồng mỗi thắm mắt biết em xanh tóc mây dạ dời, làm cho ai phải mòn mỏi nhớ mong đêm canh chạy thắt theo thương đời qua lạnh lẽo chốn cô phòng. Thầu Lan ơi, nàng là thờ của đời tôi, là giọt máu giữa tim hồng, dưới những trận rối đòn nát tan thân xác, không bằng trái đứt ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân, sau khi tốt chết tôi về đây tìm người yêu cô. Tôi có ngờ đâu lâu mong ngày xưa đâu còn nữa, người của tôi thương đã rẽ lối ân tình. Cần là ngày
mà nó